Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta ngày đầu tiên Chúa đi rao giảng tin mừng. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến nói với chúng ta về hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng ta mở lòng ra lắng nghe và thực hiện những điều Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Anton, Phêrô, Lucia, hai Maria, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên nội ngoại, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xâm phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa hứa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa hứa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa. Con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa Cha ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách Nơ-khê-mi-a. Ngày ấy, thầy tư tế Ezra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Ezra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Ezra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mi-a là tổng trấn, Ezra là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc, vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa. Chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác. Vì Chúa Kitô cũng vậy, vì chưng trong một thánh thần tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác.
cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng vì tôi không phải là con mắt nên tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai thì đâu là khứu giác? Vậy Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay, ta không cần mi. Đầu cũng không thể nói với chân, ta không cần các ngươi. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn lại cần thiết hơn, và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn, và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế. Nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lay. Hoặc một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể cùng chia vui. Phần anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người. Mỗi người có một phần sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ, kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thiếu tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi thưa Ngài Theophile, sau khi tìm tòi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho Ngài bài tường thuật sau đây, để Ngài hiểu chân lý các giáo huấn Ngài đã lãnh nhận. Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilee trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường
người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ, thuyên chứa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một vị vua kia tuổi đã cao mà suốt đời lo công việc cai trị, chiến tranh, cho nên chưa đọc hết một cuốn sách nào, và thấy mình không còn nhiều thời gian trên trần gian nữa. Ông mới tỉnh ngộ tiếc nuối và muốn mình có được một cái nhìn bao quát về cuộc sống con người, lịch sử loài người. Mà rồi nhiều quá, cho nên ông chẳng có cách nào ông đọc cho hết sách được. Sách trong thư viện thì có rất nhiều. Ông mới triệu tập các sử quan lại và nói các ông gom lại 50 người trong ban tu thư để bắt tay vào việc mà tóm lược lại lịch sử loài người cho nhà vua đọc một cách ngắn ngủi. Thế nhưng sau một thời gian lâu dài, các ông trong ban biên soạn dâng lên cho nhà vua 10 cuốn sách dày cộm. Lúc đó thấy thời gian còn vắn vội, nhà vua mới nói: Không được, 10 cuốn nhiều quá. Các ông mới cố hết sức để làm việc thêm một năm nữa và gom lại trong một cuốn sách thật dày. Lúc đó nhà vua nằm trên giường bệnh, biết rằng các ông vất vả mới làm được cuốn sách này. Nó dày thì dày thiệt, nhưng mà tất cả lịch sử loài người là quý báu. Mà rồi không còn sức để đọc, nhà vua mới nói với cái ông trưởng ban: Nhớ lại những gì mình đã viết, nhớ lại những gì mình đã học, đã biết về lịch sử loài người, rồi tóm lại trong một câu. Viên sĩ quan lúc đó dành mấy phút ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại và nói với nhà vua lúc đó nằm trên giường bệnh: Tâu đức vua, thần xin tóm lại như sau. Lịch sử con người từ khai thiên lập địa cho đến nay gồm lại trong 3 chữ: sinh ra, đau khổ, rồi chết. Nhà vua nhìn lại cuộc sống của mình, thấy đúng là như thế. Sinh ra, rồi muốn ăn thì phải vất vả, rồi chiến trận có lúc nào vui đâu, và bây giờ cái chết ngay trước mắt rồi. Với một người không có đức tin thì cuộc sống của chúng ta đúng là như thế: sinh ra, rồi đau khổ và chết. Thế nhưng mà với người có đức tin như chúng ta đây thì câu hỏi đặt ra sẽ được Chúa trả lời. Và một điều trong lời Chúa ngày hôm nay chúng ta đã nghe thấy: Chúa không dựng nên chúng ta để chết, mà để sống hạnh phúc, để chia sẻ sự sống của chính Chúa. Sự sống của chúng ta đó là nghe, là hiểu và sống những điều Chúa dạy, là nên một với Chúa.
Như lời Chúa nói, ai yêu mến ta thì giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu mến nó và chúng ta sẽ đến và ở nơi kẻ ấy. Thế nhưng trong cuộc sống quả thực có những lúc chúng ta thấy giống như là không có Chúa ở với mình. Chúa ở đâu? Không phải đâu. Bất cứ lúc nào Chúa cũng ở ngay bên chúng ta, chỉ có điều là chúng ta xa lánh Chúa mà thôi. Trong bài đọc một ngày hôm nay, chúng ta nghe thấy dân Chúa thống hối trở lại sau một thời gian bị khổ cực, và điều đầu tiên họ làm đó là đến lắng nghe lời của Chúa. Và khi nghe lời của Chúa thì họ thấy Chúa ở ngay bên, và họ đã sám hối, họ đã khóc lóc. Rồi lời Chúa trong bài phúc âm ngày hôm nay, đây là bài giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu. Và khi giảng thì Chúa dựa vào lời của Chúa mà giảng. Vị thừa tác viên đưa cho Chúa cuốn sách, và Chúa đọc thấy đoạn sách tiên tri Isaia: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì người đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Đọc một đoạn sách tiên tri ra nói về cái chương trình cứu độ mà Chúa thực hiện cho dân của Chúa, toàn là những điều vui mừng. Và Chúa giảng cái chi? Gấp sách lại, Chúa nói với mọi người: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Câu này không phải là câu nói với người Do Thái ngày xưa, mà nói với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Đây không phải là chuyện ngày mai mà Chúa hứa. Đây không phải là câu chuyện của lúc nào đó, ở nơi nào đó, nhưng mà cho chúng ta và trong ngày hôm nay. Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Vậy thì chúng ta thấy làm sao? Ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm thấy mình là một người nghèo khó, mình là một người bị giam cầm, một người mù, một người không được tự do, bị áp bức, bị ràng buộc đủ mọi thứ chuyện hết. Mình là một người tội lỗi. Và Thánh Thần Chúa ngự trên đấng cứu thế để sai rao giảng tin mừng cho chúng ta. Và tin mừng đây là gì? Tin mừng đây đó là hãy để Chúa điều khiển cuộc sống của chúng ta. Hãy để tình yêu của Chúa điều khiển cuộc sống của chúng ta. Và bài đọc 2 chính là cái bài mà nói lên nhiều điều mà chúng ta hay mắc phải trong cuộc sống, mà chúng ta phải có một cuộc sống mới. Bài đọc 2 như chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô ví chúng ta như là một thân xác trong Chúa Kitô. Một thân xác thì có nhiều chi thể, mà rồi đây là cái điều mà nghe tưởng là cái chuyện đâu đâu, nhưng mà lại là cái chuyện mà chúng ta thường gặp đây. Đó là cái chi vậy? Đó là ai cũng không đồng ý với cái chỗ đứng của mình, mà tôi là tay tôi lại muốn làm chân, tôi là chân tôi lại muốn làm tay, tôi là bụng tôi lại muốn làm mắt. Và rồi dạ, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Người ta làm cái này được thì tôi cũng phải làm được. Sao mà người ta cứ quý trọng con mắt tôi làm mắt, người ta quý trọng cái tay tôi làm tay. Và rồi Thánh Phaolô nói thật là thú vị. Như vậy chúng ta thấy là không ai vừa lòng với cái mình đang có, mà lại muốn cái người khác đang có. Rồi cái thứ hai đó là
Thánh Phaolô nói mắt không thể nói với bàn tay ta không cần mi, rồi tay cũng nói với chân ta không cần mi. Không. Và Ngài nói đây là cái điều chúng ta thấy Thiên Chúa đã sắp đặt cho thân xác để cái thiếu vinh dự thì được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác. Như vậy khi chúng ta có sự bất đồng, thua rồi. Khi chúng ta cứ đòi cho được cái vinh dự, cũng thua luôn. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác cũng đau. Nếu một chi thể được vinh dự, tất cả các chi thể khác cũng vui. Chúng ta vừa xem cái trận đấu bóng, bao nhiêu người cầu thủ Việt Nam vất vả. Vất vả để làm chi? Để có niềm vui cho mình. Nhưng mà cho mình thôi à? Không, cho cả nước. Và chúng ta thấy khi mà một cầu thủ đá banh vào gôn, ta thấy vui cả. Khi mà thủ môn bắt hụt trái banh để lọt lưới, ta buồn cả. Và thật là hay, thật là đẹp. Chúng ta, cái điều mà Chúa mong muốn nơi chúng ta, đó là sống cái tinh thần như là một thân thể với nhau, để rồi chúng ta cần đến nhau, chúng ta nhường cái vinh dự cho nhau, và đừng bao giờ có sự bất đồng. Đừng bao giờ đòi hỏi tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Và sống trong tình bác ái thì hãy tìm cái điều kém cỏi. Tại sao vậy? Tôi chỉ thấy có một cái chuyện mà chính Thánh Teresa quan thầy của chúng ta cũng đã sống tinh thần đó. Thánh Bernadette cũng vậy. Đó là tôi muốn làm, nhặt một cái lông vì lòng, nhặt một cái rác vì lòng mến, thì có khả năng cứu được một linh hồn. Và trong nhà có cái gì mà được kể là không đáng vinh dự? Thưa, có cái chổi. Chẳng ai muốn làm cái chổi. Nhưng mà rồi ta thử nghĩ xem coi, cái nhà có thể có cái bình hoa, rồi có thể có cái ly đẹp, rồi có thể có cái nồi quý, và có thể ta nghĩ bụng không cần đến cái chổi. Nhưng mà rồi thử một tuần không có chổi thì sao? Một tháng không có chổi thì sao? Tohu bohu là rối loạn tinh cả lên. Và một câu mà làm cho tôi rất là thú vị: Thiên Chúa đã sắp đặt cho thân xác cho cái thiếu vinh dự hơn, cho cái thiếu vinh dự thì được vinh dự hơn. Đây là cái câu thật hay để nói với chúng ta cái sự hạ mình phục vụ mới là cái điều đáng được quý trọng trong nước Thiên Chúa. Còn khi mà chúng ta đến đâu mà mọi người mời chúng ta ly nước, mọi người mời chúng ta ngồi ghế trên, mọi người mời chúng ta chào kính chúng ta, thì cái điều đó nó lại không được coi trọng đâu trong nước trời. Chính Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã quỳ xuống rửa chân các tông đồ, để rồi sau đó nói với chúng ta: ta là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, vậy thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa. Chúa đã đến nói với chúng ta hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Và lời đó là gì? Lời đó là: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Tin mừng đây là tin mừng của yêu thương, của phục vụ. Chúng ta tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta trở nên một người loan báo tin mừng và sống tin mừng đó, rao giảng tin mừng trong từng chi tiết nhỏ bé nhất của cuộc sống chúng ta. Amen.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Con Bồ Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh. Thâm gia vì chúng ta thời qua Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người mà Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế mà ngôn sứ Isaiah loan báo. Ngài đến thi ân giáng phúc và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác. Xin cho công cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô giáo gặp nhiều thuận lợi, xóa dần những ngăn cách trong giáo thuyết hay rào cản do thực hành, hầu tất cả được hợp nhất trong cùng một đức tin và một thánh thần. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về Galilê. Xin cho những ai đang dấn thân nơi những vùng đất truyền giáo xa xôi luôn cảm nhận được có Chúa Giêsu đồng hành, và xin cho ngày càng có nhiều người quảng đài góp công góp của giúp đỡ cho các công cuộc truyền giáo. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Xin cho các Kitô hữu, cách riêng những người đang sống đời thánh hiến, luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô, để được gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến, hầu tích cực trở nên dấu chỉ của niềm vui tin mừng cho thế giới hôm nay. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên, mà dùng tình yêu Chúa mà biến đổi chúng con trở nên những nhân chứng cho tình yêu Chúa
trong thế giới ngày hôm nay, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lễ lễ mời tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời Cha chúng ta cùng cảm thấy hồi thân người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng Thánh Thần mà thanh hoa. Để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy
chúng con loan truyền Chúa chịu chinh và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng hằng hiu, Chúa đã trồng ban cho chúng con mình và mâu thanh Đức Kitô Con một Chúa làm nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
mến.